Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Nay bên mình giao chiếc này nè, 450 chiếc này được giao Tam cho Kỳ. chú Tiên về Tam Kỳ nha, về tắm biển Tam Kỳ nha. Gà Tam Kỳ á anh em. Gà Tam Kỳ Hay á. Gà giỡn anh em chứ chú Tiên thì vô làm bời lời trong Ngọc Hồi mình ha. Về làm bời lời trong con tôm nên sắm chiếc này nè, 450 nha. Rồi, giờ bắt đầu lên đường anh em nha. Về với chú Tiên nha. Quan số quan rồi. Mới chạy là chậm chạp từ từ bình tĩnh lại chứ. Này là anh tài xế ha, tài xế này ở Đắk Túc ha, chạy cho chú Tiên đây. Để hoàn thiện này rất là đẹp ha. Bên mình thì những cái dòng lớn nhỏ này thì thường xuyên nhập ha. Do đó là anh em nào có nhu cầu thì mình cứ liên lạc ha. Ok, một lần nữa máy cày Vinh Quang gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em gần xa nha. Anh em nào có nhu cầu về những máy này thì xin lòng liên hệ với bên mình nha. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Isky 450 ha, về với chú Tiên ở Quảng Nam ha. Làm bời lời tại Ngọc Hồi với Đắk Lây ha. Ok, chào và cảm ơn anh em rất nhiều nha.